biết rồi. Chứ không có bệnh nào mà chăm sóc tại nhà. Út biết rồi. Út biết điều đó mà. Chứ cũng cảm nhận được. Thôi cái cầu mong cho khỏe mạnh được. Thế thì chỉ cầu mong cho nó khỏe mạnh thôi. Chứ là biết sao giờ. Xin chào quý cô bác anh chị. Ngày hôm nay thì Phong Bùi đang có mặt tại bệnh viện Ung Bướu. Và một lần nữa thì Phong gặp lại chị Út bán thơm ngay tại quận Gò Vấp. Các video trước thì Phong gặp Út ở một con đường nhỏ ở quận Gò Vấp, nhưng mà ngày hôm nay thì lại gặp nhau ở bệnh viện. Và mới đây thì nhận được một cái thông tin được cho là không mấy khả quan lắm. Út, sức khỏe của Út đang có một suy giảm một ít ạ. Dạ, cảm ơn anh. Này cơm từ thiện hả Út? Là mới xin xuống ở dưới đó. Hiện giờ thì sức khỏe của Út như thế nào rồi ạ? Thì Út mà xạ được 10 tia rồi. Thì bác sĩ bên khoa nội với khoa ngoại đang hội chẩn chỗ Út là can thiệp chỗ Út là chỗ uống thuốc thay là hóa trị. Xem bệnh hóa trị thì hóa bằng đường máu, nhưng tại vì nó não thì nó phải can thiệp bằng thuốc. Thì ngày hôm nay bác sĩ khoa ngoại khoa nội đã hội chẩn xong rồi đó. Thì chắc có lẽ là một là chiều ngày hôm nay hoặc là ngày mai là chuyển xuống thứ khoa. Hiện giờ thì Út nằm ở bệnh viện thời gian bao lâu rồi ạ? Vô viện là từ 23 tháng 9 đến ngày hôm nay. Bản thân Út thấy cơ thể của mình sức khỏe ra sao? Yếu hẳn luôn. Hầu như nó giảm hết 80%. Con thấy mấy cái khối u của Út á, hình như là có vẻ nó khô lại đúng không Út? Dạ, do mình bô xạ với uống thuốc á, nó ảnh hưởng cái thuốc á, thuốc hóa với thuốc xạ. Từ đó đến giờ thì khối u của Út có tiến triển thêm không ạ? Các cái khối u thịt, mụn thịt như thế này nè. Có. Bây giờ là khu vực nào là nó nổi mụn lên nhiều nhất à? Cái phần lưng của mình. Phần lưng? Nhiều lắm. Không biết Út có ngại cho con coi thử cái lưng một xíu được không? Không, Út không ngại đâu. Có gì đâu đâu, giờ mình bệnh rồi. Có gì đâu. Cho mọi người xem cái phần lưng của Út. Con thấy cái lưng của Út bây giờ cái gì so với đợt trước mà con thăm Út á, thì đợt này con thấy nó nhiều hơn. Đúng và rồi. Nó có cái dấu hiệu đó là nó chuyển sang cái màu đỏ đúng không? Đúng rồi. Dạ con rồi, con cảm ơn Út nhiều. Út hiện giờ thì Út ở đây thì cả chăm sóc Út không? Ông xã. Ông xã hả? Ừ, ông xã chăm sóc. Dạ. Con nhớ không lầm là Út có hai đứa con. Đúng rồi. Thì hai đứa thì Út bây giờ nằm ở bệnh viện. Đúng rồi. Chồng của Út thì phải chăm sóc. Đúng rồi. Như vậy thì hai đứa nhỏ thì ai cơm nước quần áo mà? Cháu tự làm. Nếu mà thằng cu nó về trước thì nó nấu. Còn con bé về trước thì con bé nấu. Tụi nó tự làm được hết. Cũng đỡ lo phần đấy. Để giờ mình chỉ lo sao bệnh hoàn mình cho được ổn thôi là mình mừng rồi. Con thấy Út hơi mệt, chắc Út nằm xuống hay Út nghỉ ngơi? Được rồi, Út ngồi để nằm đi cho Út ngồi được không? Không sao đâu. Mình phải cố gắng mình mạnh mẽ lên để mình chiến đấu với nó. Mình về với con với cái. Chứ mình đâu có biết bệnh mình nó như thế nào đâu. Không biết trước được. Có cái bây giờ nó giờ ăn thua theo bác sĩ chỉ định cho mình thôi. Chứ Út cũng chẳng biết như thế nào nữa giờ. Không. Thì giờ là trong người Út là có những căn bệnh là u sợi thần kinh này, ung thư, vú, u não. Một cái u não tiểu cầu, một cái u não di căn. Có khi nào Út tuyệt vọng, Út tìm đến cái xấu nhất của con người. Nhưng mà nghĩ tới con. Thật sự là hiện tại mình đang nghĩ tới con nhiều. Út có cho biết hai đứa con của Út là Út đang đối mặt với cái rằng lanh giữa cái sinh và tử không? Út không cho nó biết. Tại Út sợ nó bị suy sụp, học hành nó không tới nơi tới chỗ. Thậm chí mình nói chuyện với nó, mình còn phải nói mình là người mạnh mẽ để cho nó có nó là nó coi mình là chỗ dựa của nó.
chứ giờ nói sợ cháu bị suy sụp. Chỉ mong cho mình bệnh tật bệnh được tiêu trừ hết thôi, mình lo cho con chứ đặng cầu mong gì hơn hết. Giờ trước mắt còn trở ngại nhiều lắm nhưng mà không dám nói cho con nghe, chỉ mong là sao mà trời Phật thương cho bệnh thật mình được tan biến hết thôi. Con thấy cảm giác đó, cái người của Úc nó bị sưng sưng lên, chắc có lẽ Úc truyền nước vào nhiều đúng không ạ? Xạ xạ trị sân cái não nó bị phù, hiện tại là cái não đang bị phù nên cái mặt nó bị sưng, nhưng nên nó giảm được rồi. Cháu giảm được 3%, 10 thì nó giảm được 3 rồi. Bây giờ cái điểm mà bán thơm của Úc á, ai là người gọt thơm à? Không có ai hết, tại vì bây giờ ông xã trên đây chăm mình rồi, không ai gọt đâu. 2 tháng qua Úc nằm ở bệnh viện như thế này thì nguồn thu đâu mà Úc có tiền Úc lo trang trải cuộc sống cho hai đứa con mình mà bản thân Úc phải điều trị thuốc như thế này ạ? Thì nói chung là cũng mỗi người giúp cho ít, anh chị em thì cũng mỗi người cho ít, anh chị em mỗi người cho một ít. Dạ. Ờ, nãy con thấy Úc có ăn hơi cơm chay nè, thì con thì cũng hay phát cơm ở bệnh viện. Dạ. Bản thân tụi con không có chủ trương bao giờ, thà không phát thì thôi. Dạ. Không bao giờ phát cơm chay. Dạ. Tại vì con biết rằng với những người bệnh rất là thèm những cái thực phẩm mặn để đủ đảm bảo dinh dưỡng. Úc ăn cơm chay miết Úc ngán không? Có lúc ngán nhưng mà ăn có lúc thấy ngon. Thời gian nào mà Úc cảm giác thấy ngon nhất? Cái con người trong mình nó khỏe, mình ăn mình thấy cái gì nó cũng ngon hết. Còn những lúc mệt mỏi thì sao? Không ăn được. Như là cách đây độ khoảng tuần ăn không được. Không ăn được. Không ăn được miếng nào hết, ăn cái gì ra là nó ói, là sữa cũng ói thôi. Mới đây độ ngược lại tuần thôi, khoảng mấy ngày nay ăn được, nhưng mà ăn cháo thì thấy nó dễ nuốt hơn. Cháo thì nó xuống xong mình ăn thấy nó dễ thở, còn cơm xong thì nó thở không nổi. Một ngày mà Úc sử dụng tiền thuốc nó bao nhiêu và ngay cả ăn uống à? Thuốc thì cũng không có biết, tại vì trong bệnh viện phát nhiều cái đơn thuốc đưa ra bên ngoài mua. Những cái thuốc đặc trị ấy, họ nói là không có trong danh mục bảo hiểm nên phải ra bên ngoài mua. Nhưng nhiều cái toa mua ở bên ngoài ấy, bác sĩ đưa ra có nhiều cái, có khi có 2 tít nhỏ này thôi mà 1 triệu mấy, có khi là 1 vỉ này thôi cũng 500-600, có khi 1 ống thôi cũng có 2 triệu mấy cũng có, mà đa số là thuốc toàn ngoài danh mục, toàn ngoài danh mục thôi. Còn cái thuốc bệnh viện chỉ phát cho mình như là thuốc Panadol hay là đây là thuốc bệnh viện phát chẳng hạn như này thôi, chỉ có những cái này thôi, cho mình thuốc này thôi. Đó. Còn những thuốc kia mình đi mua về là bác sĩ chích cho mình. Đó. Còn thuốc này là bác sĩ trong bệnh viện phát. Còn những thuốc mà đưa cho mình đi mua là mình ra ngoài mình mua xong về bác sĩ chích, hoặc là mình tự uống. Như vậy. Bác sĩ có nói rằng là Úc sẽ điều trị khoảng bao lâu là Úc hết bệnh không? Chưa biết được. Tại bây giờ cái não Úc đang bị phù, thì bây giờ phải chuyển xuống dưới khoa dưới để hội chẩn đôi bên rồi đưa thuốc cho Úc. Nhưng mà Úc nghe nói như thế này, một đó là bây giờ chăm sóc nhẹ tại nhà nếu có điều kiện, tại sợ mình đi lên đi xuống, mà Úc nghe thấy chăm sóc tại nhà là Úc đã đủ hiểu rồi, Úc biết rồi chứ không có bệnh nào mà chăm sóc tại nhà, Úc biết rồi. Úc biết điều đó mà, Úc cũng cảm nhận được. Thôi kệ, cầu mong cho khỏe mạnh được rồi. Chỉ cầu mong cho nó khỏe mạnh thôi, chứ là biết sao giờ. Ngay thời điểm bây giờ thì Úc suy nghĩ và Úc thấy mong muốn mình thực hiện điều gì nhiều nhất? Muốn là cho mình có, mình trở lại cho mình khỏe mạnh ra để lo cho con nữa.
Út thì sinh năm 1972. Năm nay thì Út được 48 tuổi. 48 năm qua, điều gì mà Út vẫn chưa có trọn vẹn, chưa thực hiện được? Mà nếu mà nếu có sức khỏe thì Út sẽ phải làm lại cái điều đó. Chị mong lo cho con thôi. Nói chung chị mong cho lo con là cho nó nên người thôi. Nó học tới nơi tới chỗ rồi. Chị sợ rồi, mình nằm xuống đây rồi. Nhiều khi rồi bố nó một mình, bố nó lo không tròn. Mình cái tâm nguyện của mình chỉ muốn là lo cho con vô đại học. Bé gái lớn thì khoảng bao nhiêu năm nữa là vào đại học ạ? Cháu năm nào lớp 11. Một năm nữa thôi. Còn cậu trai ạ? Dạ, lớp 9. Út chỉ tâm nguyện nếu như mà hai đứa vào đại học rồi thì Út sẽ mãn nguyện, an lòng hơn. Đúng rồi. Lần này thì con thăm Út thì những cái lần trước thì con chỉ lo về cái căn bệnh u sợi thần kinh của Út thôi. Nhưng mà lần này con cảm giác con thấy lo về ung thư nhiều hơn rất là nhiều. Đúng rồi. Đây là những cái khối u cơ thể của Út. Một con người bươn trải bao nhiêu năm, năm nay 48 tuổi mà một lúc phải đối mặt ba căn bệnh: u sợi thần kinh, ung thư vú và khối u ở trong não. Ba căn bệnh đó, cái bệnh nào mà khiến Út ám ảnh nhất? Não. Chính xác, Út chỉ sợ não thôi. Tại vì Út đối diện với nhiều người bị bệnh não rồi. Nên Út hiểu. Tại vì Út thấy trong người Út biết hết. Không khi nào Út phải sử dụng một cái cây chống như kia. Không khi nào. Tại vì Út sử dụng thấy. Cảm thấy mình đúng rồi. Thật sự là thật đuối. Phong thấy Út mạnh mẽ lắm. Phong đến lúc Út bán hàng, tuy rằng Út đang bệnh nhưng mà Út vẫn mạnh mẽ. Con cảm nhận được rất là rõ. Nãy giờ Út con cảm nhận cái điều mà con thấy Út rất là buồn, nhưng mà Út ráng nén cái nước mắt của mình lại rất là nhiều lần. Chắc có lẽ chắc vì con rất là nhiều. Đúng rồi. Thương cháu rồi. Tại lo sợ khi mình không hề gì thì dứt khoát là ông sẽ lo không được cho hai đứa. Không phải là mình có thừa hưởng mà dứt khoát ta không lo được cho hai đứa. Tại vì bao giờ cũng vậy, bàn tay phụ nữ mình cũng bao giờ đúng hơn. Đồng ý là chủ cổ thật nhưng mình cũng không an lòng. Mình nói thật luôn. Đó. Cũng là chỗ dựa của nó, cho nên mình sợ vậy thôi chứ không có sợ gì hết á. Chứ giờ còn đối diện bệnh hoạn trước mắt rất là nhiều, chưa biết như thế nào luôn. Đây là mới có giai đoạn, mới có nó như ba phần đường mình mới đi được có một phần thôi, còn hai phần đường còn lại phải chống chọi với nó rồi không biết nó như thế nào thôi. Tại vì bác sĩ nói là về chăm sóc tại nhà, là câu chăm sóc tại nhà mình đã đủ hiệu rồi, nhưng mà mình chỉ cầu mong mình trời Phật thương cất hết bệnh cho mình thôi là mừng rồi. Nhưng mà giờ trở ngại còn nhiều quá, không biết làm sao, chỉ lo vậy thôi. Hôm nay là ngày 18 tháng 11 năm 2020 và Phong Bụi có đến thăm Út. Phong thì cũng có xin một ít tiền trong quỹ từ thiện. Trước đó thì cảm ơn chị Nguyễn Thị Kim Liên ủng hộ cho Út 1 triệu đồng, chị Hải Yến ở Đài Loan 1 triệu đồng, chú Phạm Tư Hiếu ở An Giang 1 triệu đồng và vợ chồng chị Ngân Anh Vinh ở bên Mỹ 1 triệu đồng. Thì Phong cũng xin phép chuyển cái số tiền là 4 triệu cho Út để Út trang trải một phần nhỏ trong cái hành trình ở chống chọi lại căn bệnh ung thư. Con cũng chia sẻ với Út như thế này. Ngày hôm kia thì con có xuống thăm với một cặp vợ chồng. Nếu mà Út có thể xem lại các clip của con á, chồng thì bị té cầu thang, vợ thì bị ung thư vú, người chồng thì sống thực vật, không biết gì hết á, lúc nào cũng gắn cái ống hút đờm. Chị đấy có thời điểm suy sụp luôn, hai đứa con mà. Nhỏ hơn cả con nhỏ con của chị đó, con nhỏ hơn con của Út luôn. Chị ấy cố gắng mạnh mẽ chống chọi lại căn bệnh ung thư và bây giờ đã vượt qua. Mà cái trang đấy là trang nào? Trên kênh YouTube của con luôn, Phong Bụi luôn. Chị ấy đã vượt qua được. Thì hôm qua con hỏi là sao vượt qua được hay gì chị? Thì chị nói là cứ nghĩ về con, cố gắng không được buồn.
cái buồn nó ảnh hưởng tới tâm lý của người bệnh dữ lắm. Cho nên hôm nay thì con đến thăm, con muốn gửi cái thông điệp đó cho Út để Út mạnh mẽ hơn. Dạ. Yeah. Còn đây là cái món quà mà mấy cô chú á, nhờ con chuyển cho Út nha. Hỗ trợ Út một phần nhỏ. Đừng có buồn nữa. Con nãy con thấy Út cứ hay khóc à. Lần sau con gặp Út lại nữa, Út đừng khóc nữa. Dạ, biết rồi. Nha, cố gắng lên. Về con sẽ về liên lạc lại. Về liên lạc lại bác cơ thử như thế nào. Dạ. Dạ. Cố gắng nói bác với Út. Nhưng tiện thì cái hồ sơ Út cứ nằm bên đây rồi. Thì Út đưa phong gửi cho bác thôi, có phương án nào cứu Út với. Dạ, dạ. Dạ.